Hiếm có nhà văn nào để lại trong lòng người đọc nhiều rung động sâu sắc như Nguyễn Ngọc Tư. Dù trong những tác phẩm của chị, ở đâu đó phảng phất nỗi buồn hiện thực, thì thông điệp đằng sau tác phẩm đến một người ít am hiểu về văn học nhất cũng có thể nhìn ra. Có lẽ đây chính là điểm cộng cho những tác phẩm của nữ nhà văn này. Những câu chuyện buồn trong cuốn sách toát lên một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời. Và trên hết, một sự lạc quan của người kể chuyện cũng không hề che giấu với những cái kết luôn mở. Tác giả tác phẩm kỳ này sẽ mang đến cho quý thính giả câu chuyện tiếp theo, nói về cái đau tận sâu trong tâm nhưng không thể hiện ra bên ngoài của Quệ. Một cô gái tuổi đôi mươi có mối tình đẹp với Thi, nhưng Thi dứt đoạn mối tình dang dở. Anh lên trường quyện dạy để kiếm tiền cưới Quệ, nhưng rồi lại phải chuẩn bị cưới con gái trưởng phòng giáo dục quyện. Quệ ở quê lấy Thuấn như một cách để quên đi Thi, để cuối cùng là đêm chuẩn bị rước dâu buồn đến nao lòng. Và đó là tác phẩm Quệ lấy chồng, trích trong tập truyện ngắn Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe qua phần thể hiện của Radio Đêm Cảm Xúc. Ngồi im nghe gió thổi sáo hè, ngồi quanh bếp nghe mẹ kể chuyện hôm qua có người lấy chồng, lòng em thấp thỏm chờ mong. Trời hiu hiu bấm bên cánh diều, làm dâu mới dặn bà chiều. Rồi đêm nay mắt lệ tuôn trào, thở than số kiếp làm sinh ra kiếp làm dâu, mấy người đã hạnh phúc được đâu. Này em ơi chớ buồn lâu, mấy người mới không làm dâu. Vẫn còn tiếng lụp cụp rộn ràng của mấy cây dao chặt vào mặt thớt mụ, vẫn tiếng nói cười sao động từng chòm nhóm của các dì, các chị trong nhà bếp. Tiếng máy đèn chạy tạch tè. Đằng trước rạp, nhóm ca cải lương dạo đờn lững ta lững tỉnh, rồi ai đó vô câu vọng cổ ngọt xớt. Điệp ơi mai anh lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Xin anh đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Trời ơi, trời ơi, hay dữ mày. Đúng rồi, hay ghê luôn á. Không biết vô tình hay cố ý, anh chàng nọ kê micro gần miệng mà uống rượu, nghe đánh cái chốc giòn thật giòn, rồi khà ra tuồng như cay đắng lắm, chua xót lắm, bắt thèm. Huệ với Điềm ngồi xếp quần áo trong buồng. Điềm bò lại cửa sổ mở chốt, đẩy hai cánh cửa lá sách sơn xanh ra. Trời khuya sâu hun hút, nó la lên. Trời, gió mát ghê nghe. Huệ gật đầu. Ừ, mát. Gió chạy nghe thông thống trong lòng. Nghe rõ ràng mùi xoài cát trái mùa chín son ngoài sông cửa. Tự dưng Huệ thấy nhớ nhà ghê lắm. Ngồi ngay ở nhà mà cũng nhớ thiêu điệu rớt nước mắt cái đột xuống mặt chiếu bông. Lúc nãy ăn cháo khuya xong, ba Huệ biểu cả nhà ra đằng trước. Ông đốt nhang khấn trước bàn thờ làm lễ xuất giá cho con gái út. Chưa đủ lễ thì má Huệ đã khóc òa. Mấy chế mấy dì ở nhà dưới chạy lên bắt khóc theo, nước mắt nước mũi lòng thòng. Thành ra ai cũng xúm lại khóc, nên không có màn dặn dò như mấy lễ xuất giá khác. Huệ nghĩ vậy mà tốt, nó đỡ buồn tủi. Điềm dặn.
Bây giờ mày khóc cho đã đi, để mai rút cước trâu gán mà nhịn. Con dâu mà khóc son phấn trôi tèm lem, thấy rầu lắm. Trời đất, buồn thương ở trong lòng lúc nào tràn đầy thì phải khóc cho dơi đi, chứ có phải rót nước ra từ cái ấm đâu. Lúc nào muốn rót thì rót, lúc nào không muốn thì thôi. Con gái lấy chồng hỏi ai không tuổi. Hồi sáng này lúc đi chợ về, tao thấy ông Thi đi ngang nhà mình, điềm rũ cái áo bà Ba Hường làm cái đèn chao ngọn. Nó lên tiếng, Huệ ra bộ dửng dưng. Ừ, thấy cái mặt ông buồn đứt ruột lắm. Ừ, Điềm trở giọng quạo quọ. Ừ, quay. Phải chuyện mày với ông Ba Thành, đám này vui biết bao nhiêu không? Huệ cười, biểu Điềm nói nhỏ nhỏ thôi. Rồi cái giọng lại nửa dửng dưng, nửa phân trần. Thành cái gì mà thành, người ta đã nói là không có tiền sắm trầu cao. Xạo, trầu cao rẻ rề mà, sao lại không có tiền đi cưới người khác? Huệ cười, người ta vậy, mày còn nhắc làm chi? Mà sao bữa nay gió lạnh quá chừng? Gió tê tái đưa tới một tiếng gà đang gáy, nghe từng giọt, từng tiếng buồn thiểu. Cái vali da mới màu vôi đã đầy quần áo, đồ của Huệ không có bao nhiêu, cũ hết rồi. Đồ bên chồng cho mới nhiều, tới 12 bộ. Điềm nhắc, còn tập chép bài ca mày có đem theo không? Ừ, đem theo, chút nữa là tao quên rồi. Mà đem theo chắc cũng không làm được gì hết. Về bên nhà chồng cũng không biết còn rảnh rỗi vừa đưa võng vừa nghêu ngao hát. Nhà Thuấn vườn rộng, ruộng cũng nhiều, công chuyện chắc vô số. Thuấn kể, chỉ tính bẻ vừa khô ruộng xuống, má Thuấn đã phải đi chặt mãng một năm còn chưa giáp vườn. Nhưng em đừng sợ, về bển, ba má với anh không cho em làm gì nặng nề đâu. Thuấn nói thêm, Huệ cười, cực khổ nó không sợ, chỉ sợ không được vui. Nghĩ lại, có chồng vừa hiền vừa giỏi như Thuấn, lại thương mình như vậy, làm gì mà không vui. Huệ lại chỗ đầu nằm, dở gối lên, nâng niu ấp trong tay tập chép bài ca đã cũ. Nhắm mắt, nó vẫn lật ra ngay cái trang có nét chữ nắng nốt của Thi dưới bài hát Những Cỏ. Thi ghi thêm hai câu thơ: trăm năm ai chớ bỏ ai, chỉ thêu nên gấm, sắc mài nên kim. Con Điềm thường bảo người ta lấy thơ để thay lời thề hẹn đó. Tao tội nghiệp ông Thi quá, mà tao cũng tội nghiệp mày nữa. Điềm vừa nằm xuống vừa thở dài cái thượt. Huệ kêu Điềm ngủ đi rồi lủi hụi xuống giường. Nó nói nó còn quên sợi dây nịt. Mày có tật tiết đồ cũ. Kệ tao, ngủ đi. Huệ bò lại cái cửa sổ và ngồi đó, đưa mắt nhìn xa thẳm màu đêm. Tối nào mình đã thương nhau, trăng thắm son tuổi tròn con gái. Tuổi nào đẹp nhất đời em là cả thắm son em không chờ. Mấy cơn mưa qua hết mùa, mấy năm trôi qua anh về chưa, chốn nào thuộc về anh, sao anh mãi xa xôi, bến nào dành cho em, mỗi mong em dối hờn từng đêm trôi, lắng nghe con tim em thầm khóc, lắng nghe con tim em thầm khóc, em chờ em nổi trôi giữa dòng thanh xuân. Thời gian có đợi chờ em, một góc quê mong manh, một người con gái, một góc quê e ấm trọn tình cho ai, một góc quê xong.
Huệ ngồi đó thật lâu, đến má ghé vô buồn bị. Huệ ơi, nhắm mắt chút đi con, ngày mai rước dâu mệt lắm. Huệ dạ, thổi phù cho tắt đèn. Con Điềm vốn mê ngủ, đặt lưng xuống chưa được bao lâu đã thở sâu. Huệ lại thắp đèn, coi bây giờ là mấy giờ, rồi dở vali ra, nói thầm trong bụng. Không biết mình có quên gì không ta? Nó làm như lỡ quên món gì sau này không có dịp về lấy nữa. Mà từ đất cháy qua nhà Thuấn có bao xa, chạy xuồng băng tắt qua đầm, rẽ theo kinh thợ rèn chừng 15 phút là tới. Nhưng với đứa con gái theo chồng, quãng đường đó cũng chở thương chở nhớ. Chế Lê, chế thứ ba của Huệ lấy chồng sát bên nhà, chỉ cách một hào ranh mà còn khóc lu bù. Hồi đó Huệ cười, chế cú cái cốc lên đầu của nó. Sau này có chồng rồi biết cơ. Huệ không tin, nó biết mình rắn rỏi lắm, sức mấy mới khóc. Té ra không phải vậy, nó cũng là một đứa lạc lòng. Sáng mai thôi, nó sẽ xuống võ rồi về ở miết nhà người ta. Nhớ cái cối xây bột giữa hàng kệ đựng tiêu tỏi, dầu ăn, nước mắm. Con mèo ngủ thiêu thiêu trên đầu bộ ngựa, mấy cái võng dăn quay quần quanh bộ lúa. Lối vô nhà trải đất đỏ, người đi ra đi vô đã mòn mấy hòn tròn tròn trọc lóc. Lối này đổ ra con đường xóm sáng múc, hôn hang chạy tới Vịnh Dừa. Đi chút nữa là tới đám trăm bầu, chỗ con đập vào xóm kinh cục. Bẹ dừa kéo xuồng nằm vánh cổ, có bẹ đã khô quắc, có bẹ còn tươi thơm. Xóm kinh ăn sâu vô đồng, từ vườn nhà Huệ dòm xéo về phía tây, bỏ cánh đồng lúa lơ thơ gốc rạ là một vệt xanh rờn của dừa, của chuối. Và nhà Thi ở đó. Huệ với Thi quen nhau hồi nhỏ. Thi có tật khoái đi tắt đường đồng đâm thẳng vô vườn nhà Huệ để đến trường. Tan học về, nó có thể nhẫn nha lang thang đồng khơi thả diều cho tới chạng vạng. Có bữa tan trường, Thi về cùng Huệ. Thi hỏi: Tao thấy con gà mái của mày á đẻ bậy rấm rơm sau hè. Huệ sụ mặt xuống, môi trệ ra. Gà nhà tao, kệ tao. Thi mất hứng, cạo nhào: Con gái gì á mà vô duyên. Đó là chuyện hồi nhỏ. Chờ khi hai đứa lớn lên, Thi nhận ra Huệ có duyên. Đã có duyên mà còn đẹp nữa. Thi học lớp trung cấp sư phạm xong, về dạy trường cấp 2 ấp 9. Thi dạy lớp 6, ngày lớp còn bé mén con anh hai Mận học. Huệ đi họp phụ huynh hoài, vô đó không phát biểu gì, thẹn thò ngồi cuối giải bàn. Cũng không để ý coi Thi nói gì, chỉ nhìn Thi cười. Trời đất quỷ thần ơi, người gì mà cười hiền thấy thương quá. Hồi xưa, lúc còn con nít, đứa nào cũng hôi nắng, cũng lùi bùn sình, đâu phải như bây giờ. Ở chợ hay ở quê gì rồi, người ta cũng lớn lên. Ở xóm này, người biết tụi nó thương nhau đầu tiên là con Điềm. Nhỏ bạn thân nhất của Huệ, người thứ nhì, thứ ba biết là chú thím 13. Chú 13 bán quán cà phê cặp bờ kinh sáng. Quán chú buổi sáng toàn đàn ông, buổi trưa của mấy thím đàn bà, ôm đứa con nẹo một bên vú, nói chuyện làng trên xóm dưới. Buổi chiều, tụi con nít tụ lại quán chạy lòng vòng trong sân chơi. Riêng buổi tối, quán chạy mái đèn chiếu phim bộ Hồng Kông phục vụ cho đám thanh niên. Có lần coi bộ phim kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ, tới đoạn A Châu chết, con Huệ nước mắt rịn rịn, chắc lưỡi như nói với Điềm. Ước gì trên đời này có ai thương tao như ông Kiều Phong thương A Châu. Chắc là tao sướng tới chết luôn quá. Con Điềm cười, ngó ra sau lưng, nói xa xôi. Có chứ, sao mà không? Thì ở đằng sau, kế và ghế Huệ ngồi, hít đầm đìa hương tóc thơm của cô bạn gái, mỉm cười. Ra về, Thi thả chậm chậm theo tới chỗ quẹo vô nhà Huệ, thì mới níu tay Huệ lại, thì nói rằng: Ông Kiều Phong đó mà nhầm cái gì? Có người còn thương Huệ hơn nữa đó. Tay Huệ ấp vào giữa tay Thi líu ríu. Sáng ra bà hai, má Huệ nói với thím 13: Làm gì hồi đầu hôm này á, mấy con chó nhà tôi nó sủa ông ổng hoài vậy không biết. Thím cười. Rồi con Điềm làm nhân chứng cho mối tình của Huệ. Gặp Thi ở đâu, Thi nói cái gì, Huệ đều kể cho Điềm nghe. Nhiều lúc Điềm phải nạt: Trời ơi, mày kể tao nghe hoài, tao phát ghen luôn đây nè. Mai mốt đây, hai đứa phải lấy chồng. Con gái ở quê nuôi lớn không để lấy chồng thì làm gì. Điềm ước gì mình gặp được một người tử tế, hiền hậu, có học thức như Thi.
lấy được người chồng mà tự mình tìm hiểu, yêu thương như Huệ. Huệ cười, chưa gì hết mà chồng chồng vợ vợ, nghe kỳ. Nói vậy, nhưng lòng Huệ nghe ấm rang. Nó mơ tới một mái nhà sớm chiều khói tỏa. Buổi sáng, nó đang cơm cho Thi lót lòng đi dậy. Trưa đón Thi về chăm chút nồi canh chua bông súng ăn với cá sặc kho khô. Thương thì thương vậy, nhưng nhắc tới chuyện cưới, thấy không gấp gáp được. Nhà Thi đã nghèo mà anh em lại đông. Má thì giàu, đứa nào nấy làm để cưới vợ riêng. Lương Thi thì ít lắm, dư giả bao nhiêu. Vì vậy, Thi xin đổi ra Rạch Ráng dạy trường huyện. Thi tính, ra ngoài đó thì dạy thêm giờ, chắc lương lên được 200 mấy. Để dành không bao lâu nữa sẽ đủ tiền lễ để cưới Huệ rồi. Huệ cười, cưới vợ chứ đâu phải là mua vợ đâu mà phải tốn nhiều tiền. Thi bảo, không cần rình rang, nhưng cũng phải có 5-6 bộ đồ, đôi bông, sợi dây chuyền cho Huệ không phải tủi chứ. Những lúc nhớ Thi, Huệ ngồi mơ về đám cưới, bữa đó chắc vui lắm. Hết học kỳ đầu, tự nhiên bạc cả tháng Thi không về, có về cũng chui nhủi trong nhà, ốm như ma đói. Huệ hỏi, nhưng Thi cúi đầu, tìm được ánh mắt Thi đã khó, mong gì Thi nói ra. Chuyện Thi thế là thôi rồi. Mấy thím buổi trưa ngồi quán chú 13 công miệng nói với nhau. Trời, để tôi kể bà nghe. Ừ, chuyện gì? Chuyện gì, chuyện gì? Sao sao, kể nghe coi. Ha, vậy hả? Trời đất ơi, sao xui dữ thần vậy hen. Ghê vậy trời. Nghe phong thanh, Thi đi lại với con gái trưởng phòng giáo dục huyện. Cô nọ mang thai chuẩn bị cưới. Đâu nè, thầy Thi đâu có tệ như vậy. Ừ, nhưng nghe nói thầy Thi bị gài như trong Lan và Điệp. Tội nghiệp. Tội nghiệp ai? Bầu không muốn mang, gió lay bông tràm đêm nằm, nghe sầu tắt lá vàng. Ai đưa cái kìa con sáo nó sang sông, để cho cái kìa con sáo sổ lòng. Thì Thi chứ ai, ở đời ngược ngạo vậy đó. Thi cưới vợ xong rồi nhưng vẫn thường tha thiểu về ở lì trong này. Huệ gặp Thi giữa đường muốn cười, nhưng Thi lầm lũi cúi mặt. Huệ lấy chồng. Thím 13 chép miệng, giọng không biết khen hay chê. Con Huệ nó dứt tình lẻ quá ha, dứt cái rụp. Huệ cười, thấy đâu có chê Thuấn được cái gì. Thuấn biết Huệ từng thương Thi mà anh cũng bước tới. Huệ bây giờ còn chờ ai nữa. Huệ chuẩn bị cho đám gả mình từ mấy tháng trước, suốt ngày lo cặm cụi ngoài vườn. Lá dừa khô bó láng vo, tề đầu tề đích chất đầy dàn bếp. Đựng qua tới bộ lúa. Dựng qua tới bộ lúa. Củi phơi từ lúc chớm hết mưa, lổn nhổn ngoài sân. Mớ cọng dừa đã róc lá dựng ngoài dàn, chưa khô hẳn thì đám bìm bìm đã leo xanh rờn. Nó cũng dở xuống chặt phơi. Chuyện gì nó cũng dành làm một mình. Làm từ sáng sớm tới chạng vạng, không đi coi phim nữa mà tối tối nằm nghe cải lương hoặc đưa võng cò kẹt, hát. Thường nhớ nhớ mãi không thôi, chàng mới ra về, chị em tôi thương nhớ. Điềm tới chơi thường, như giữ Huệ, sợ Huệ vì Thi mà làm chuyện dại. Sợ vậy thôi, chứ Huệ vẫn rồi rối. Người ta thấy nó không thèm rớt một giọt nước mắt nào. Như nó với Thi chưa từng có duyên vẻ gì nhau. Điềm hỏi, sao tao không thấy mày buồn gì hết vậy? Huệ cười.
thì tao quên ông Thi mất tiêu rồi. Tệ quá, nhớ làm gì. Hồi đám cưới Thi, Huệ chép miệng tiếc, phải chi Thi mời, không được mời nên mới nằm nhà. Gió đưa tiếng hát ngang qua đồng lúc gần, lúc xa, thăm thẳm. Hôm gần đám, Thuấn chạy xuồng qua chở Huệ đi chợ. Hai đứa mua nhiều thứ, cuối cùng dắt nhau tới tiệm tạp hóa lựa 4 trái tim bằng giấy đỏ, lớn bằng cái thúng, để Huệ dán bên nhà 2 trái, buồng cưới nhà Thuấn 2 trái. Lúc Huệ dở mấy trái tim coi kỹ coi có thủng lỗ không, thì thấy Thi đứng đằng cuối chợ đứng nhìn. Huệ cười ráo hoảnh, tưởng Huệ không thấy, Thuấn quay qua nhắc nhỏ. Thi kìa, em. Huệ cười. Ừ. Thi đó. Thi chứ ai. Rồi biểu người bán hàng lựa thêm cho 2 chữ song hỷ mới lại gần chào. Huệ biểu. Thi đừng có nhìn tôi trân trối vậy, tôi cũng phải lấy chồng chứ, phải không? Mà anh nhớ là đối xử với người ta tốt như đối xử với tôi vậy nghen. Thi cười gượng gạo rồi cắn môi quay đi. Thuấn nhìn theo, nắm tay Huệ, nắm rất chặt, nửa như để an ủi, nửa lại giống như rịch lấy, như sợ Huệ bỏ chạy đi mất. Huệ mắc cười, đó là lần đầu tiên từ lúc xuống mối, tới ăn trầu uống rượu, rồi chuẩn bị cưới, Thuấn mới nắm tay cô. Thì phải vậy thôi, mai mốt là vợ chồng rồi. Chỗ cửa sổ cho tới lúc gà gáy rộ. Bà hai lủi thủi đốt cây đèn cốc, ngồi lột tỏi. Không biết có phải tỏi nồng hay không mà mũi bà sụt sịt, nước mắt kèm nhèm. Bà con cô bác cũng trở dậy râm ran. Thức ăn đãi buổi mai đã làm sẵn từ hôm qua một mớ, nhưng thịt kho tàu vẫn chưa thấm lắm, lớp mỡ chưa trong. Thang bắt lửa cháy lép tép. Huệ kêu Điềm dậy, sửa soạn ra chợ xã đánh tóc, làm mặt. Điềm ngồi dậy, tay lò mò kiếm cây kẹp tóc, giọng tỉnh queo nhưng hơi bàng hoàng. Trời, sáng rồi sao? Mau vậy. Đám thanh niên đằng trước quét qua nền rạp, xếp bàn ghế ra. Nhóm ca cải lương đã mỏi mòn, ngoẹo vào nhau ngủ mê mệt. Thay vô đó là băng nhạc đám cưới sập sình. Xuống xuồng, Huệ giành lái máy. Điềm ngồi co ro đằng trước mũi, than lạnh quá chừng. Gió này mà không lạnh sao được. 1 tháng 13 ngày nữa là Tết rồi còn gì. Và sau Tết này, mấy thím ngồi quán trưa bảo nhau. Vợ chồng con Huệ có về. Trong tiếng máy cô lơ bốn nổ lùng bùng, tự dưng Huệ bảo. Ừ, lạnh quá, Điềm ha. Xuồng từ từ chạy tới đập nhỏ đầu xóm kinh cục. Đám trăm bầu đứng im lặng, sơ rơ. Huệ bất ngờ xuống máy, chạy chậm. Chiếc xuồng khật khừng, nó ngơ ngẩn ngó lên bờ. Trong lòng chao chát một nỗi thèm muốn. Nó muốn chạy vô sớm, tới nhà Thi, gặp anh và nói cho anh nghe rằng nó hết thương Thi rồi, nó quên anh, quên thiệt. Nhưng nói để làm gì ta? Con nước ơi, biết đâu dòng nào
nhau càng sâu. Từ khi già lớn ló sang bờ thương anh, và từ khi đó đời em gió giông miên triền, đời như cánh chim bay lạc khóp bờ chơi. Dặm gì ai tôi hơn thân gái thương phận mềm dai, để nhìn hôm nay còn đâu có xa trang đài buồn lên bóng trăng trôi dài giấc mộng bình. Giọng văn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư luôn mang bản sắc của vùng miền Tây sông nước rõ ràng, ám ảnh và bâng khuâng nỗi niềm khó tả. Có cái gì đó nghèn nghẹn, khắc khoải, đắng cay, và trong Huệ lấy chồng cũng vậy. Ừ thì nó muốn chạy vô sớm, tới nhà Thi, gặp anh và nói cho anh hay rằng nó hết thương Thi rồi. Nó quên anh, quên thiệt. Ừ thì chắc là quên. Quên cay, quên đắng, quên mất tiêu những tháng ngày bên nhau. Một cái kết mở, ai mà biết Huệ sẽ nghĩ gì, và ai mà biết trong chúng ta sẽ nghĩ gì về Huệ. Có thể là kết thúc một mối tình đẹp, để cô ấy đi lấy chồng, yêu thương anh Thuấn, hoặc sẽ buông bỏ thực tại để quay về với những nỗi niềm yêu thương cùng anh Thi. Chúng tôi sẽ để dành cho các bạn quyền được lựa chọn nhé. Vì thời lượng dành cho chương trình cũng đang hết rồi, mời các bạn yêu thích chương trình hãy gửi thư về địa chỉ email radio.dem.cam@gmail.com, hoặc có thể gửi yêu cầu những tác giả tác phẩm mà các bạn yêu thích để Radio Đêm Cảm Xúc thể hiện nhé. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình 21 giờ các ngày thứ sáu trên YouTube và fanpage Facebook. Hãy like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Hy vọng sân chơi này sẽ là chiếc cầu nối của những tâm hồn đi lạc cùng lắng nghe tiếng lòng qua chiếc âm nhạc say đắm với yêu thương. Còn bây giờ thì Minh Sơn xin thay mặt ban biên tập chương trình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tác phẩm tiếp theo. Tác giả tác phẩm Thủ Thủy Truyện Văn Chương.